Tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel IDF nêu rõ, các kế hoạch tấn công Liban đã được đánh giá và phê duyệt, kèm theo đó là các quyết định về tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trên chiến trường. Các tuyên bố và hành động cứng rắn của Israel được đưa ra vào thời điểm đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Amos Hochstein, vừa có chuyến thăm đến cả Israel và Liban nhằm hạ nhiệt căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban, ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn giữa Israel và Hezbollah. Căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban đã leo thang kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza nổ ra từ ngày 8 tháng 10 năm 2023. Hezbollah phóng nhiều tên lửa về phía Israel để thể hiện tinh đoàn kết với phong trào Hamas. Israel cũng trả đũa bằng nhiều vụ pháo kích về các mục tiêu của Hezbollah ở đông nam Liban. Hiện Israel đã xây dựng thêm 50 hầm tránh bom ở biên giới với Liban để đảm bảo an ninh và phòng ngừa rủi ro.